Xin chào tất cả các bạn, mình là VDT, mình đến từ sân chơi công nghệ sccn.vn. Và đến với cái bài ngày hôm nay ấy, thì là mình xin hướng dẫn các bạn cài một phần mềm, đó chính là phần mềm Advanced System Care. Cái phần mềm này nhiều người chưa biết đến và có những người đã biết đến rồi, thì mình hôm nay xin được giới thiệu đến các bạn một cái phần mềm này chuyên để cho các bạn có thể tối ưu cái máy tính của bạn này, hoặc là những cái máy tính của bạn nào mà chạy y ạch ấy, hoặc là hay bị có cấu hình cao nhưng mà chạy một thời gian thì máy tính rất là chậm chạp và có nhiều sự cố biến cố xảy ra. Thì hôm nay mình xin được hướng dẫn các bạn cách crack phần mềm Advanced System Care này để các bạn có thể tối ưu máy tính của bạn một cách chuyên nghiệp nhất. Đến với cái bài ngày hôm nay thì mình chỉ mới hướng dẫn các bạn crack thôi nhé, chứ mình chưa hướng dẫn các bạn sử dụng chuyên sâu về cái phần mềm này, thì bài sau thì mình hướng dẫn các bạn sử dụng chuyên sâu hơn. Và bây giờ thì mời các bạn xem tham khảo các bài crack trước. Công việc đầu tiên của các bạn là mời các bạn nhập vào thanh địa chỉ sccn.vn như thường lệ, và các bạn lăn chuột xuống phía dưới tìm đến cái phần thủ thuật. Đấy, thủ thuật phần phát triển máy tính này, click vào phần thủ thuật này. Rồi và bây giờ chúng ta vào bên trong thì các bạn sẽ thấy một cái bài đính, cái bài ghim như các cái bài ngày trước mình nói ấy, thì các bạn nhìn cái bài ghim là có cái bài hình cái chích chích này, chích vào cái đít lọ kèo 502 ấy, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta click vào cái phần cài đặt phần mềm máy tính bài VDT này, thì trong này thì mình mới làm hai bài thôi, và trong này thì mình update ngày 1 các cái bài hướng dẫn qua máy cài đặt phần mềm trên máy tính cho các bạn. Và cái bài này ấy, thì trong cái bài viết này thì mình sẽ update lần lượt và từng ngày một, cho nên là các bạn bấm theo dõi cái kênh YouTube của mình để hàng ngày được xem các cái phần mềm mới nhất và cách cài đặt các phần mềm tiện dụng nhất và các cái bài hướng dẫn. Rồi và bây giờ chúng ta click vào cái phần crack Advanced System Care mọi phiên bản. Công việc đầu tiên của các bạn là mời các bạn click vào trang chủ nhé. Các bạn tải file Advanced System Care về. Đấy, có link ở đây này rồi. Chúng ta click vào file phần download. Các bạn tải về này, rồi click vào đây. Xong rồi chúng ta hiện ra một cái như thế này, chúng ta lại click vào download tiếp. Sau khi các bạn click vào download thì các bạn chờ từ 6 đến 9 giây thì chúng sẽ cho các bạn một file để tải về. Rồi các bạn chọn để ra OC đi cho nó gọn gàng. Rồi các bạn chọn bắt đầu tải. Đấy, trong quá trình nó tải nhé thì các bạn cứ kệ nó đi. Và bây giờ chúng ta quay lại tải cái file crack tiếp. Cái file crack. Đây, bây giờ chúng ta tải file crack về. File crack thì bát thì các bạn lưu ý là cái bát giải nén thì các bạn xem những video nhé. Quên video đây rồi. Bát giải nén là sccn.vn nhé, đúng là tên của diễn đàn luôn. Sau khi các bạn đợi một thời gian thì các bạn tải được cái file Advanced System Care về. Đây, đây là file Advanced System Care của mình. Rồi và bây giờ chúng ta click đúp vào để chúng ta cài đặt. Các bạn nhé, các bạn nhấn vào không cái này có dấu tích này thì các bạn bỏ dấu tích đi cũng được. Rồi các bạn nhấn Apex and Insert. Các bạn đợi một lúc. Trong thời gian cài thì các bạn giải nén file crack trước ra đi. Extract. Rồi chúng ta sccn.vn vào. Okay. Bây giờ chúng ta được file crack rồi. Các bạn đợi từ 6-9 giây tùy vào cấu hình máy tính nhanh chậm của các bạn, hoặc là 6-9 phút. Nói chung là chờ 6-9 phút đấy thì cái phần mềm Advanced System Care của các bạn đã được cài. Sau khi cài nó sẽ báo ra bảng Insert Complete thế này, thì mời chúng ta nhập vào cái này là địa chỉ email mà chúng ta thôi, các bạn không cần quan tâm đâu, các bạn nhấn nó X đi cho mình. Click vào X nhé. Rồi và bây giờ chúng ta tắt cái này đi. Và bây giờ chúng ta lại đây là nó có cái gì mới ở Win 10 này. Được rồi, thôi không cần quan tâm đâu. Đấy, chúng ta nhấn nút X thì cũng được. Đấy, để ta đi. Và bây giờ chúng ta cài được cái phần mềm Advanced System Care rồi. Đấy, trong quá trình cài thì nó sẽ hiện lên một cái là bảng là chọn tiếng Anh hay tiếng Việt đấy. Thì các bạn cứ next có 5 bước ấy. Đây là mình cài một lần rồi nên nó không hiện ra cái bảng next 5 bước. Thì có cái bước next ấy, thì các bạn cứ next liên tục đi nhá. Xong khi các bạn vào trong thì chúng ta click vào cái phần cài đặt này. Đấy, và chúng ta có các cái bảng hướng dẫn. Rồi, ok đi. Và các bạn click vào cái phần mũi tên, click vào chữ cài đặt. Nếu mà bạn chưa có tiếng Việt thì nó sẽ là setting đấy. Thì các bạn để ý cho mình là nó nằm ở cái phần đâu nhỉ? Mình nhìn xem phần cài đặt tiếng Việt. Trong cái bước mà cái bước next 5 cái ấy, thì các bạn có một cái hiện là chọn tiếng Anh hay tiếng Việt đấy. Thì các bạn click xuống chọn tiếng Việt nhé. Đấy, thì các bạn nhớ chọn ở đây. Các bạn click vào cái phần cái dòng thứ 1, 2, 3, thứ tư từ dưới lên. Và chúng ta chọn cái phần ngôn ngữ đây. Chúng ta chọn lên tiếng Việt. Rồi xác nhận. Ok. Đây mới chính là bản đã dùng thử thôi, tại vì các bạn tải phiên bản về mà. Rồi chúng ta nhấn nút X đi. Và chúng ta trên thanh này chúng ta nhấn nút thoát đi. Được rồi. Chúng ta thoát tiếp ở cái mũi tên này. Và bây giờ công việc của chúng ta là chúng ta cần phải crack cái phiên bản này. Thì mời các bạn click chuột phải vào trong cái file này. Đấy, và chúng ta bấm Prometheus. Đấy, chuột trái chứ quên. À, chuột phải rồi, Prometheus đi. Và bây giờ chúng ta nhấn Open File Local. Thì có file crack đây.
các bạn copy cho mình cái file crack vào. Bếp. Được rồi, continue. Vậy là chúng ta đã crack thành công và bây giờ bạn đang dùng là bản Pro. Bây giờ chúng ta click đúp lên để trải nghiệm. Rồi, các bạn thấy bản Pro chưa? Bản Pro thì các bạn sử dụng hết tất cả các tính năng ở trong phần công cụ này. Có nhiều cái thì bản Free nó không cho, nó bắt bạn mua phải bản Pro. Vậy là chúng ta đã cài được thành công cái phần mềm Advanced System Care rồi. Nếu mà các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ bấm like và share cho mình nhé. Và các bạn nhấn theo dõi kênh YouTube của mình để mình sẽ hướng dẫn bài sau là các bạn có thể dùng được Advanced System Care mọi thứ hoàn toàn theo ý của các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các clip tiếp theo.